Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Cầu hôn là một chuyện lãng mạn nhất trên đời. Thông thường, cô gái nào cũng muốn được người yêu dành cho một màn cầu hôn lãng mạn và ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng có những cô gái lại can đảm mang hoa đi cầu hôn người yêu khiến bao nhiêu người phải ngỡ ngàng. Mới đây, một cô gái đem mang cả chiếc xe Harley Davidson và sổ đỏ căn hộ đến cầu hôn bạn trai mới quen đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thời nay, những câu chuyện cộc đi tìm trâu đã không còn là chuyện hiếm. Theo thông tin từ trang Shanghai, một cô gái đến từ thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc đã mang theo của hồi môn bao gồm chiếc xe phân khối lớn Harley Davidson cùng với sổ đỏ căn hộ đến tìm chàng trai mới quen của mình và cầu hôn. Khi được hỏi cô nghĩ sao về việc cầu hôn người thế này, Ai Trang đã đáp: cầu hôn không còn là đặc quyền của đàn ông nữa, người khác phải chờ đàn ông đến cầu hôn, còn tôi thì lại thích đi ngược lại truyền thống đó. Tôi thích anh ấy, tôi sẽ dùng mọi cách để nói cho anh ấy biết điều đó. Thời gian dài hay ngắn không phải là vấn đề, tình yêu quá bình lặng, quá bằng phẳng đều không có giá trị. Phải tranh thủ khi mình còn trẻ làm những việc mình muốn làm để sau này không phải hối hận. Những nhân chứng tại hiện trường cho biết cô gái này đã mặc váy cưới màu trắng, cưỡi xe phân khối lớn Harley Davidson rồi quỳ xuống cầu hôn chàng trai. Không phụ lòng cô gái, chàng trai đã gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Harley Davidson là hãng xe mô tô làm siêu lòng của những người đàn ông trên thế giới với thiết kế đậm chất cơ bắp và nam tính. Có lẽ nắm bắt được điều này mà cô gái đã có những được người đàn ông mong muốn của cuộc đời mình. Câu chuyện ngược đời này đã thu hút rất đông sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đã vào bình luận: wow, con cầm cả sổ đỏ đi cầu hôn nữa, cô gái lại còn rõ xinh. Có gì đó ngược ngược nhỉ, con gái đi cầu hôn con trai, lại còn tặng kem cả nhà, đúng là có tiền muốn làm gì cũng được. Giờ con gái bảo thế nhỉ, chàng trai kia may mắn ghê. Anh em ơi, nhanh nhanh share về cho bạn gái đọc thôi. Tôi đây chẳng yêu cầu cao thế đâu, em nào mua cho tôi cái xe đạp Phượng Hoàng, tôi sẽ lấy em ấy ngay lập tức. Trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao chia sẻ thông tin về hình ảnh một cô gái Hàn Quốc chở lớn mang xe đi cầu hôn bạn trai. Theo đó, thay vì chờ bạn trai cầu hôn mình thì cô gái này đã can đảm làm điều ngược lại. Cụ thể, cô gái đã chủ động lái xe Mercedes-Benz vô cùng xa xỉ rồi đem theo một bó hoa đến chỗ bạn trai làm lễ cầu hôn. Được biết, chiếc xế hộp mà cô gái cầu hôn bạn trai có giá khoảng từ 2 đến 3 tỷ đồng. Nhìn chiếc xe này, đa phần mọi người đều đoán rằng cô gái kia cũng là đại gia mới có được số tiền khủng mới mua xe để cầu hôn bạn trai như vậy. Đặc biệt, sự chủ động của cô nàng khi dám đến cầu hôn bạn trai cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Dù không biết kết quả của màn cầu hôn trên ra sao, tuy nhiên câu chuyện lạ đời này được đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa phần mọi người đều không khỏi kinh ngạc trước độ chịu chơi của cô nàng. Một số khác thì cho rằng việc cặp đôi tổ chức đám cưới chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí nhiều người còn hài hước đều rằng nếu anh chàng kia không đồng ý thì mình có thể ứng cử vị trí này được không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình là tin tức mới, và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.